Dạ, Chiếc Chà Bông xin chào cả nhà. Thì hôm nay em giới thiệu cho anh chị một cây dảo như ý cực kỳ đẹp luôn nha, bên vườn mai nhà em nè mọi người. Đó, đây nè, dảo như ý luôn ha. Hoa thì rất là đẹp luôn nha cả nhà. Hoa 8-12 cánh ha. Đó, và phần đế của nó là anh chị coi nè. Bộ đế cực kỳ đẹp luôn, nó to gì đâu nè. Cái bàn tay của em ịnh vô vậy mà không hết cái bộ đế luôn á cả nhà. Đó, bây giờ em báo hộp số cho anh chị nha. Bây giờ cái bộ đế nè, ngang cái hoành đế nè mọi người, ngang cái dòm đế này á là 65, chiều cao là 50 và chiều ngang là 55 luôn cho cả nhà luôn ha. Và coi cái thân của nó nè mọi người. Đó, cái này không biết phải gọi là hai thân hay là ba thân luôn nữa đó. Nè, coi nè, quá đẹp luôn rồi. Cái máy móc bo ta, 1 mắt, 2 mắt, 3, 4, 5, 6. Ôi, ghép 6 mắt bo luôn nha cả nhà ơi. Đó, em cũng vô dây chỉnh sửa cho anh chị mình luôn rồi nè. Và cây này em vô luôn với anh chị, giá chỉ có là 2 triệu thôi, em bao ship luôn nha. Đó, và anh chị thấy cái form tàn như vậy nó vẫn còn ít quá thì anh chị có thể chăm sóc ha. Anh chị có thể là bấm đọt cho nó nhảy tược thêm form tàn nhiều hơn đó nha cả nhà. Đó, rồi dảo như ý luôn cả nhà ơi, chỉ có 102 luôn ha. Bộ đế quá đẹp luôn, giá 2 triệu bao ship luôn cả nhà. Rồi, ưng cây dảo như ý này thì cứ việc alo qua vườn mai có Chiếc Chè Bông ngay và liền giùm em luôn nha.